Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với kênh Khám Phá Bí Ẩn. Xin chúc quý vị và các bạn có những giờ phút trải nghiệm thật thú vị và thoải mái cùng với chúng tôi nhé. Và đừng quên bấm nút đăng ký cũng như là chuông thông báo để cập nhật những tin tức mới nhất từ kênh Khám Phá Bí Ẩn. Và bây giờ sẽ là những bí ẩn cần được khám phá tiếp theo. Tại Florida, nước Mỹ, một vụ án mất tích ngỡ tưởng như đã bị quên lãng, bỗng lại được sáng tỏ một cách tình cờ sau hơn 20 năm. Lời khai của đứa trẻ 3 tuổi năm nào không lấy được lòng tin của mọi người, nhưng hành động của chàng trai 24 tuổi giờ đây đã khiến tội ác chôn vùi bấy lâu nay được phơi bày. Michael Ham và Bonnie cùng làm việc tại một công ty xây dựng do dì của Michael Ham làm chủ. Bonnie phụ trách mảng kế toán, còn Michael Ham là người quản lý. Họ nhanh chóng đến với nhau và có một đứa con trai. Cuộc sống của gia đình nhỏ vẫn bình thường cho đến Giáng sinh năm 1992, cặp đôi đã xảy ra một trận cãi vã lớn. Một người hàng xóm kể lại rằng, Bonnie về nhà trong nước mắt, móng tay của cô bị gãy sau khi bị chồng đánh đập. Theo phóng viên của tờ Times Union, Bonnie đã mở một tài khoản ngân hàng dành dụm tiết kiệm để cùng con trai rời khỏi người chồng hiện tại. Vậy nên, khi Michael Ham phát hiện ra tài khoản này đã yêu cầu vợ đóng tài khoản dẫn đến trận cãi vã kèm xô xát trên. Sau đó, Bonnie tiếp tục ý định tiết kiệm và lần này, để tránh bị chồng phát hiện, cô đã đưa số tiền ấy nhờ bạn bè giữ. Tính đến tháng 1 năm 1993, cô tiết kiệm được $1,250, khoảng 29 triệu Việt Nam đồng theo tỷ giá hiện tại. Cuối tháng 1, Bonnie đã chuẩn bị mọi thứ cho kế hoạch rời khỏi chồng. Cô ấy thậm chí đã xoay sở để trả một khoản tiền đặt cọc cho một căn hộ 2 phòng. Nhưng vài ngày sau đó, các đồng nghiệp của Bonnie không thấy cô đi làm. Lúc này, Michael Ham cũng báo với cảnh sát rằng vợ anh ta đã bỏ nhà đi sau một cuộc cãi vã và anh ta bắt đầu tìm kiếm cô ấy cùng với mẹ mình. Truy tìm thêm manh mối, cảnh sát đã tìm đến một nhân viên khách sạn gần sân bay quốc tế, người đã tìm thấy chiếc ví của Bonnie trong một thùng rác. Cảnh sát tìm thấy chiếc xe của cô trong bãi đậu xe của sân bay. Cảnh sát nhận thấy rằng ghế lái của chiếc xe không được điều chỉnh cho chiều cao của Bonnie mà là dành cho một người có vóc dáng cao lớn hơn cô. Cho đến thời điểm này, Bonnie được cho là mất tích và khả năng cao là cô đã tự bỏ trốn. Nhưng lúc này, cậu con trai Aaron 3 tuổi đã nói với một nhân viên phúc lợi trẻ em rằng bố đã bắn mẹ. Vậy nên, Michael Ham bị tình nghi là nghi phạm giết người, nhưng vụ án đã gặp khó khăn khi không thể tìm thấy xác nạn nhân. Vụ án một lần nữa lại đi vào ngõ cụt. Mặc dù cậu bé Aaron một mực khẳng định cha cậu là hung thủ giết mẹ, nhưng không ai, kể cả người nhà, tin cậu bé. Mọi người chỉ cho rằng trẻ con không hiểu chuyện nên lời nói không đáng tin. Sau cú sốc mất mẹ, Aaron đã được một gia đình khác nhận nuôi. Tuy nhiên, cậu bé vẫn không thay đổi lời khai chống lại cha mình, mặc cho không ai tin vào lời của cậu bé. Cảnh sát đã tìm thấy những bức vẽ của Aaron. Cậu bé đã vẽ Michael Ham với một khẩu súng lục trong tay và chỉ vào Bonnie. Theo lời kể của người mẹ nuôi, cậu bé thậm chí đã chỉ cho bà xem cây cầu gần nhà của gia đình, nơi cha cậu đã ném một khẩu súng lục xuống đó. Những tưởng rằng vụ án xảy ra vào hơn 20 năm trước đã trôi dần vào quên lãng, nhưng sự thật thì luôn tồn tại. Năm 2014, Aaron chuyển đến ngôi nhà cũ khi xưa của gia đình. Chàng trai 24 tuổi bắt đầu cải tạo lại ngôi nhà và lắp đặt thêm một bể bơi lớn. Một ngày nọ, khi Aaron đang đào một cái hố ở sân sau thì bắt gặp một vật thể tròn. Nó trông giống như một chiếc gáo dừa, tôi đã cầm nó trong tay, anh nói. Sau khi kiểm tra vật thể, Aaron đã phát hiện có răng và hốc mắt bám đầy bụi bẩn. Anh ta đặt nó lại chỗ cũ và ngay lập tức gọi cho cảnh sát. Pháp y đã tiến hành phân tích ADN và xác định rằng đây là hài cốt thuộc về Bonnie. Bên cạnh hài cốt, cảnh sát cũng đã tìm thấy một viên đạn khớp với nòng khẩu súng trường được cho là có trong kho vũ khí của chồng cô. Vào ngày 24 tháng 8 năm 2015, Michael Ham, 52 tuổi, bị bắt do tình nghi giết người. Khi được thẩm vấn, ông vẫn không chịu thừa nhận tội lỗi của mình. Tôi yêu vợ tôi và tôi không bao giờ làm tổn thương cô ấy. Nhưng đối mặt với những bằng chứng không thể chối cãi, cuối cùng ông ta cũng đã nhận tội. Chính ông đã giết vợ và chôn xác nhằm che giấu sự việc. Michael Ham đã phải nhận bản án chung thân cho tội ác mình đã gây ra. Sau khi nghe tòa tuyên án, Liz Bick, chị gái của Bonnie đã chia sẻ, suốt hơn 20 năm qua, chúng tôi mong muốn có được công lý. Cuối cùng, chúng tôi đã có công lý, nhưng chúng tôi vẫn không thể tìm lại được Bonnie.
Việt Nam được xem là một trong số những đất nước tiêu thụ hàng hiệu đứng đầu bảng trên toàn thế giới. Không ít các thương hiệu nổi tiếng đã bắt đầu đặt trụ sở, cửa hàng tại Việt Nam, nên có thể thấy được rằng số lượng khách hàng của nước ta quả không hề nhỏ. Thế nhưng không phải bất cứ món hàng hiệu nào cũng thực sự đắt giá đối với người Việt đâu nhé. Như mới đây nhất, một thương hiệu nổi tiếng của Ý đã cho ra mắt mẫu dép sandal mới có trị giá hơn 10 triệu đồng. Thế nhưng ngay khi xuất hiện, kiểu dép này khiến giới trẻ Việt cười không kịp nhặt mồm vì nó quá giống loại dép rọ mua 50.000 đồng một đôi ngoài chợ. Nếu như nói về độ khác biệt thì chắc trên đôi dép hơn 10 triệu được đính logo và một hình đầu mèo, biểu tượng của thương hiệu này. Còn ngoài ra, hai đôi dép không có quá nhiều điểm khác biệt. Việc này đang nhận được sự quan tâm, bàn tán sôi nổi của dân mạng thời điểm này. Nếu như bạn còn nhớ, thì đây cũng không phải trường hợp duy nhất đồ hàng hiệu thế giới lại có hình dáng giống với những vật phẩm bình dân của Việt Nam. Trước đây, tại một trang web bán hàng của Hàn đã đăng tải một đôi boots cao cổ có giá lên tới gần 200 triệu đồng. Thế nhưng, trông nó lại chẳng khác là bao đôi ủng đi mưa, cấy ruộng của bà con nông dân Việt. Hai hãng giày Onitsuka Tiger hoặc Asics cũng từng cho ra một mẫu giày có trị giá sản phẩm cũng lên tới tiền triệu. Thế nhưng mẫu mã lại hoàn toàn giống tới 90% đôi giày thương hiệu Việt Nam được bán với giá 90.000 đồng. Không chỉ có vậy, những món đồ của Việt Nam khi xuất hiện tại nước ngoài lại được bán với giá trên trời. Dép tổ ong cũng được treo bán tại siêu thị của Nhật. Những chiếc túi bao tải nhãn hiệu cám con cò cũng có giá cao ngất ngưỡng từ 2.000 đến 4.000 yên, khoảng 400 đến 600.000 Việt Nam đồng. Lá chuối tươi được rao bán 500.000 đồng cho tới hơn 1 triệu đồng. Xoài xanh của Việt Nam xuất hiện trên thị trường Australia với giá 14,99 đô Úc một ký, khoảng 255.000 đồng. Tại siêu thị Thiên Loan Melbourne, Australia, vải thiều Việt Nam có giá bán 14,99 đô Úc, tương đương 255.000 đồng. Một hộp vải có 12 quả này cũng được bán với giá 400.000 đồng tại Nhật. Cây chổi này có giá khoảng 450.000 đồng tại Mỹ. Một cây bèo thôi mà ở Nhật cũng bán được 16.000 đồng đấy nhé.